Hôm nay đặc biệt là ngài sư sẽ nói cho quý vị một cái bài pháp thoại mà nó liên quan đến cái vấn đề tu hành rất là cần thiết cho tăng ni. Cái bài này là Phật tử ở trên mạng cũng hỏi nữa, rồi Phật tử ở dưới cũng hỏi nữa, là mấy sư cũng tới hỏi nữa. Nói cái sự mong muốn làm phước bố thí làm việc thiện đó có phải là tham không? Họ hỏi gì đó, họ không có rõ mấy cái này lắm. Thì hôm nay sư sẽ nói về cái bài dục như ý túc, mà sẽ nói nó nhiều cái khía cạnh để cho quý vị nắm nắm rành cái này. Nhất là ai mà có học về pháp á, là sẽ nói quý vị hiểu nhanh lắm. Đây là sẽ đang nói trong một cái chi pháp của sẽ đang nói cái chi pháp của trong một trong 13 số tờ tha đó, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Đang nói cái đó, đang nói cái dục. Dục nó không phải là tham nha quý vị. Dục nó không phải là tham. Nó là chanh đá, còn tham là lô phá. Còn dục là chanh đá, hai cái này khác nhau á. À. Dục là sự ao ước, sự mong muốn, sự cố ý làm. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bắt đầu làm cái gì thì bắt đầu nó mới chia ra này. Sự mong muốn, sự khao khát, sự muốn làm, ý muốn làm. Nó chia ra làm ba. Cái thứ nhất là Kama chanh đá, cái thứ hai là tham má chanh đá, cái thứ ba là cát tú cầm giá ta chanh đá. Như vậy là nó có cái là tham dục, pháp dục và tác dục. Vì nắm rồi ha. Không, trước khi mà nói dục như ý túc là sẽ nói cái này trước, rồi sau đó là sẽ mới nói cái dục như ý túc. Mà phải nói cái này trước. Bởi vì nghe được rồi, khỏi cần ghi sau này. Bởi vì sẽ học vô cái này là bởi vì sẽ ghi. Còn đây là cái bài thuyết giảng thôi. Còn sau khi mà học á, yên tâm đi. Tới khóa thiền của sư 10 ngày là sư giải từng tự trong ba phải bấm phẩm trợ đạo á. Sư giảng hết. Gì tha hồ mà học. Thất giác chi, bát chánh đạo. Rồi ngũ quyền, ngũ lực. Rồi tứ như ý túc. Tứ chánh cần. Sư sẽ giảng trong khóa thiền 10 ngày á. Thì dục có ba ha, dục có ba. Như thế nào được gọi là tham dục? Tham dục có nghĩa là cái tâm nó dính mắc vào trong các cái cảnh trần, như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp nữa. Thì cái đó gọi là kamachanda, là gọi là tham dục. Vì theo phân biệt rõ ha. Khi nào mà mình thấy cảnh sắc mình thích á, mình bị hút vô đó đó. Mình thương chồng, thương vợ, thương con, thương nhà, thương cửa, thích xe, thích cổ, thích tiền, thích bạc, thích mua bán được, thích làm ăn được, tất cả mọi thứ mình rất là thích. Do nó mắt mình thấy cảnh sắc. Mình thích thú trong đó thì gọi là tham dục. Mà thích cảnh sắc, cảnh thinh. Đó mình dính mắt vô đó. Mình bám chấp vô trong cái cảnh đó, âm thanh đó. Âm thanh đó thì nó phát ra thì phải thế. Từ cái âm thanh đó nó phát ra thì mình sẽ được người ta ca ngợi nè, người ta khen nè, khen tặng, ca ngợi á. Hay là thí dụ mình rất là thích nghe những cái bản nhạc du dương á, hoặc là nghe những cái tiếng chim, hay là những cái tiếng mà suối nó chảy róc rách, người ta ưa thả hồn lắm, thả hồn để cho nó đi lưu lạc á, mọi hướng mọi nơi á, thì họ thích những cái âm thanh đó, thì mới gọi là tham dục. Rồi mùi hương, rồi vị, rồi thông mình xúc chạm. Ý mình suy nghĩ, hạn như mình thấy mình rất là thích quy quyền, thích có tiền, thích là làm quan, làm vua đó. Mình thấy người ta có quyền ở chức mình cũng thích. Thì tất cả những cái này nó bám vào trong cảnh trần hết thì nó nằm ở cái chỗ là tham dục. Đó, giờ bây giờ nắm rõ ha. Đó là cái thứ nhất, tham mắt chanh đá là tham dục. Đây là cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta tái sanh đó. Đó là nhân gốc á. Đó là nhân gốc sau này làm cho tái sanh đó. Ở đây chúng ta còn phàm là chúng ta dính mắc là không ít là nhiều, không thô thì tế. Cái người tu đó, nó vi tế hơn. Cái người mà không tu đó, thì nó thô thiển. Có thể là nó thích cái đó mà nó không được thì nó đi ăn trộm ăn cướp, rồi nó tù tội, rồi nó tạo ác nghiệp. Thì nó, do nó không có tu đó, nó thô thiển. Còn cái người tu đó, mà còn phàm đó, nó cũng vẫn có mà nó vi tế. Chẳng hạn như ai dưng như mình bộ y mà thật là đẹp, mà mình bận cho thật là mát, mà cái giải nó thật là mịn. Bây giờ giỏi không thích thì sư coi thử coi. Bận thấy là rất là dễ chịu. Thấy không?
cái là xúc dục, à, mắt mình thấy là sắc dục, khi mình đã xúc chạm vào cơ thể mình gọi là xúc dục, à, mình suy nghĩ mình thích gọi là pháp dục, à, rồi à, mình để ý ai làm phước cho mình à, những cái gì mà mình cảm thấy nó vừa ý, mình ăn uống vật thực á, à, mình ăn uống vật thực mình cảm thấy rằng cái này nó bổ dưỡng, nó có sức khỏe, à, là cái tâm của mình nó sẽ dính mắt vào đó, nó thích, thích vô vị, vị dục, vị chất á, thì mình ăn mình thích á. Mình phải, mình học, mình tu rồi mình phải hành rồi mình mới thấy, à, còn mình học mà mình không hành mình không thấy không, à, mình thấy không, nó đâu phải cái tâm nào nó cũng thô thiển đâu, có những cái tâm nó vi tế lắm. Thí dụ mình giận ai mình đâu có nói đâu, à, mình giận một người nào đó, mình ghét một người nào đó mình không muốn nói nhưng mà mình để trong lòng á, thì cái tâm của mình nó cảm thấy rất là bùi ngùi, rất là khó chịu, à, tới rằng là cái hành động, cái cử chỉ của mình không có thô thiển ra bên ngoài nhưng mà mình rất là bực bội. Mình nghe cái người đó ho không mình cũng cảm thấy khó chịu nữa. À, mà cái chỗ nào mà mình thấy cái hình ảnh của người đó tới là cái tâm mình nó nhảy tới đó trước á. Cái chỗ này có ổng đó rồi đó, có bả ổng đó rồi đó. À, thì rằng nó không nói gì hết trơn á, ngồi im ru à, mà cái tâm nó bực bội khó chịu lắm. Thấy không? Đâu có phải dễ phàm mà, phàm nó còn đầy đủ xài 12 tâm bất thiện à. Chỉ có thánh mới bỏ thôi, bỏ bớt thôi. Còn phàm nó còn hết trơn á. Nó điều nó nhặn nặng hay là nhẹ thôi, thôi thôi là vi tế thôi. À, để quán tâm mới thấy được. À, quán tâm những cái chuyện gì rất là xa xưa rồi bây giờ ngồi thiền nó cũng sống trở lại, rồi nó cũng buồn thương giận ghét gì thấy không? Hiểu tham dục ha, tham dục có nghĩa là chúng ta bị dính mắc, bị đắm nhiễm, ao ước, à, khao khát, nắm giữ trong sắc, thinh hương, vị xúc và pháp. À, gọi là tham dục là cái mong muốn, đó là mong muốn bất thiện, à, mong muốn bất thiện. Nhưng mà ở đây là mình nói là nói cho người tu, còn người đời không nghe, không chịu đâu. Đã nói ủa, à, cơm tôi ăn, nhà tôi ở, chứ mắc mới thì tôi có lấy của ai nào bất thiện đó. Thấy không, à, người đời họ không chịu đó. Nhưng mà cái đó nó cũng thuộc về tâm tham chứ có, nó có của ai đâu. Tại chồng mình thương, con mình thương thì đó là tâm tham thôi đó. Chứ mình có phạm gì ai đâu. Nhưng mà tâm tham thì nó phiền não. Mà chồng của mình mất, con của mình mất, chồng của mình bị người ta đánh, con mình bị đánh thì mình đau khổ không đó, mình đau khổ theo à. Hạnh phúc của thế gian là tiền để của sự đau khổ à. Nó luôn có hai mặt à, à, tham với sân nó cũng như là một đồng tiền hai mặt vậy đó. Thế mình yêu càng nhiều, mình thương càng nhiều thì sau này mình khổ càng nhiều. Đó, cái quy luật tự nhiên của nó là vậy đó. Yêu càng nhiều, rồi thương càng nhiều, nhớ nhung càng nhiều, mình mất cái người đó, coi tiện tâm tư của mình nó bị bắn loạn liền à, nó suy nghĩ đến cái đối tượng nó liền à. Hay mình có cái gì mà mình mất á, mình cũng lo lắng lắm. Ngày xưa sư chưa có đi tu á, sư có quen một người bạn mà ông này ông làm ra tiền dữ lắm. À, nhưng mà có một lần rủ có được một cái chuyến đi xa, đó, thì do nên sư bản thân sư mới vô nhà ông được, lúc đó sư còn người đời. À, lúc đó là cái tiền mặt của ông khoảng chừng 100 mấy triệu, vì biết vào cái thời đó mà mấy chục năm về trước mà 100 mấy triệu là lớn lắm. Cái ông nói trời tôi sắp đi rồi mà tôi không biết để chỗ nào nữa. Bây giờ tôi đang suy nghĩ tôi không biết bây giờ mình phải chia tiền ra. Mình chia tiền ra chỗ này là 5 triệu, chỗ kia 7 triệu, chỗ nào 3 triệu. Trời, ông nhét tùm lum hết trơn à, ông nhét cái chỗ chiếc giày rồi với cái khăn rồi trong cái thùng rác rồi với cái son rồi với cái nồi. Ông nhét đầy hết trơn á. Ông nói lỡ mày nó có lấy thì nó lấy cái này thì nó còn cái kia. Đó, trời ơi, bây giờ mình vô mình thấy rằng có nhiều khổ nhiều á. Tại sao lúc đó không có biết xài ngân hàng, sao lúc đó cũng không có như là không có xài điện thoại cảm ứng rồi đâu, lâu rồi à, mà làm ăn khá giả, có số tiền hay có tiền mặt là bán đồ cái là cất giữ lại đó. À, tới giờ khi có một chuyến đi xa nó trò không biết cái này là để đâu, nhét tùm lum tà la hết trơn á. Sau khi ông về cái ông quên, cái ông nói không biết là hôm bữa hôm bữa ông có nhớ tôi để còn chỗ nào, nó còn 3-4 cái nữa mà tôi không biết nhớ chỗ nào, tôi nhét nhiều quá giờ tôi không biết làm chỗ nào nữa. Thấy dễ sợ cái tâm của mình đó. Mà nó nhét tới chỗ nào thì nó phải nhớ chỗ đó. Trừ khi ra cái tâm của nó, khi nó nhét cái chỗ đó nó bị phóng dật thì nó không nhớ thôi. Tâm mình phiền não mà biết sao giờ. Mình tu mình mới gỡ chứ. Gỡ từ từ chứ. Tu đâu có phải là tu là thánh đâu à. Đó là tham dục phải không? À, pháp dục. À,
Pháp dục là tamachandá. À, pháp dục có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình mong muốn, mình tạo các cái thiện nghiệp, là tâm tốt, tâm lành, chẳng hạn như mình bố thí, là mình giữ giới, mình tu thiền, đó, hoặc là khi mình học Phật pháp, đó, thì cái này gọi là pháp dục. Pháp dục nó là thuộc về tâm thiện. Còn nãy mình tôi nói là tâm tham, à, còn cái này là tâm thiện. À, thì thử ra cái pháp dục này mình cần duy trì và phát triển làm cho nó mạnh lên, biết không? Nó không phải là tham. À, cái tâm đó, cái tâm đó là tâm thiện, tâm tốt, tâm lành. Cái tâm này đó, nó cho ra cái quả để sanh làm chư thiên, sanh về cõi vui, và nó cũng là những cái nguyên nhân đưa đến cái đạo quả. Đó. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ cái vị đó bố thí, vị Bồ Tát mà bố thí, thì do nó cái sự bố thí này, do nó cái tâm lành, tâm tốt này, thì cái vị này chú nguyện giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì cái bố thí này nó đưa vô gọi là bố thí ba la mật. À, thấy không? Thì nó nằm ở trên cái nền tảng của tâm thiện. À, thì bởi vì thấy rằng là quý vị học quý vị pháp, quý vị biết á, tất cả các cái đạo quả hay là thiền định, à, thì nó phải xuất phát trước đó là phải có tâm thiện. À, tâm thiện thì chức năng nó làm vậy đó. À, thấy chưa? À, pháp dục mà. Chẳng hạn nó nhanh lắm lẹ, nó nhanh lắm. Cái gì mà khởi lên cái tâm thiện nó nhanh lắm. Ví dụ mình đang cầm một cái đạn dây, hay là mình cầm một cái gì trong tay không biết, mà mình thấy một cái người nào đó, cái người bình thường cũng như thế, họ bị trôi ở trên con sông mà mình đứng gần đó là sẵn sàng đưa ra mình giết, mình vớt họ liền. À, à, nó nhanh lắm. Đó, tại sao? Cái đó nó cũng là sự mong muốn. Đó, mong muốn là cái đó là điều thiện, điều tốt, muốn vớt người ta lên. À, hoặc là ví dụ mình thấy những con vật nó đói á, bắt đầu mình cho nó ăn. Hay là mình thấy những cái người mà họ nghèo khổ á, mình làm phước. Đó, sẽ làm từ thiện trên cả chục năm sẽ biết mà. Có nhiều cái hoàn cảnh thê lương lắm. Đi rằng là đó không phải là tiền của sư, nhưng mà sư là cái cầu nối, phải không? Cầu nối. À, cầu nối để làm phước. Làm phước nhờ tới nhờ làm giùm. Nhờ làm giùm. Mà trong đó có đôi khi sư cũng làm nữa, mà có đôi khi cái tâm mình nó ngộ lắm gì. Nó bộc phát lạ lắm. Nó, mình cũng rất là khó hiểu. Có một lần lúc mà sư ở ngoài, sư bán một tấn đu đủ là được 6 triệu. Đó, 6 triệu. Mà có cái người thanh niên đó làm phụ hồ mà cũng quen. Cái họ tới họ mới nói với sư rằng là vợ con đi đẻ mà con không có tiền cho nó đi mổ. À, mà chắc không có đi mổ, chắc chết quá. Cái họ tới là xin. Họ xin hỏi họ xin chứ không có mượn nữa. Họ mượn không có tiền trả. À, nó nghèo mà nó nghèo tàn, nghèo mạt, mà nghèo khạt ra tro, mà nghèo ho ra máu á. Không biết nghèo sao mà nghèo dữ vậy á. Nghèo đó là nó không có phước, phải không? Thế nên nó mới nghèo. Mà nó nghèo là nó khổ. À, vợ đẻ cũng không có tiền nữa. Rồi sẵn trong túi mới bán được tấn đủ 6 triệu thì cho mày 5 triệu luôn cho rồi xong. Nó cho hết 5 triệu rồi. Một tấn không đủ đâu có phải là ít. Mình cũng làm cực khổ lắm. Nhưng mà mình thấy bây giờ trong cái hoàn cảnh đó mà tiện cái tâm của mình nó nhanh quá. Nó bộc phát nhanh đó. À. Nhưng mà thực sự ra sau này mà về nghĩ lại thì thực sự ra nó vui vẻ, chứ nó không có hối tiếc. Là tại vì mình nghĩ rằng là những cái chuyện khó như vậy mình có thể mình làm được. À, cũng rất là vui vẻ. À, cho hết. Đó là hai lần mà kỷ niệm nhất. Đó là lần đầu tiên á, thì à, năm đó đó thì sư bán được 120.000 tiền mãn cầu. Đó, mà nhà của cái chú đó đó, thì cái nhà lá mà nó không có cái nền xi măng để ăn cơm nữa. Tới chừng khi mà vợ chồng mà dọn cơm ra để dưới đất á. Để cái nền đất á. Rồi mấy con gà rồi nó nhảy vô cái nó làm dãy đất lên, biết không? Cái nó văng vô đồ ăn. Cái bắt đầu sư đi ngang qua, bắt đầu sư thấy. Sư nói ủa sao không làm cái nền xi măng đất, không nói tiền đâu làm sư. Cái hỏi bây giờ làm cái này nhiêu. Nói cái này cũng phải 2 bao xi măng á. Hỏi bao xi măng nhiêu. Nói một bao là 50, 2 bao 100 á sư. Ở sẵn sẵn túi có 120 thì đưa cho nó 100 luôn cho rồi, cho nó xong cho rồi. Nó đụng đâu làm đó, nó làm cái kiểu mà nó làm quen đó quý vị, nó làm quen vậy đó, đụng thấy làm mà. À, sau ngày đi Dũng bắt đầu ngày mới thấy sư làm cái kiểu đó đó. Đó lâu lâu đi bộ ngày sư cũng kể cái ngày mới gửi sư một ít tiền. Đó, ngày nói sư gửi cho sư ít tiền thì bỏ làm cái quỹ đi. Đó, khoảng chừng 10 triệu mười mấy triệu sư đi gặp cái hoàn cảnh nào thì sư làm. Cái sư đi sư gặp nhiều lắm. Có lần sư đi sư gặp cái cô kia cũng bị cục cái chân. Mà khi mà sư đứng bên đây thì sư thấy cô tới cái quán nước đó, cô xin người ta thì lâu lâu lắm mới có người cho 2.000. Mà ngó cái mặt, cái vẻ mặt nó buồn thảm như vậy. Vì thấy cái người mà thiếu cái phước bố thí á. Thật ra Đức Phật dạy cái pháp bố thí là đúng á.
Bởi vì Ngài dạy cái pháp bố thí là bởi sao? Bởi Ngài thấy chúng sanh nó có hai cái nỗi khổ. Thứ nhất là buồn, thương, giận, ghét. Nó khổ vì tinh thần. Cái thứ hai mà con người mà nó sống mà nó thiếu phước á, nó đói, nó nghèo quá, nó cũng khổ. Nó mà biểu bố thí thì không có bố thí đâu nha. Mà cứ là rinh, rinh thần tại về thờ. Đó. Rồi xin Ngài siêu vô lý và cầu xin. À, mà bố thí cái nhân bố thí lại không làm. À, nó khổ vậy đó. Là chúng sanh mà. Nó kêu kiệt bỏ sẻ không biết sao. Cái sư đứng sư nhìn. Thì thấy. Thì thấy tụi sư cũng bị động tâm quá. Cái sư chờ bà xin hết mấy quán cà phê. Cái bà đi qua đường. Bà đi qua đường. Bà chống hai cái nạn. Cái tôi nói cái chân của cô bị sao vậy. Cái nói là cái chân của con nó bị tai nạn. Nó bị gãy. Rồi nó bị hoại tử. Nó phải cưa. Mà bên đây con rất là cần một số tiền khoảng 500 ngàn để con đi tái khám. Mua thuốc rồi uống mà đi sinh hồi sáng giờ mà có mấy ngàn. Mày thấy thê thảm không? Cái thì cho 500. Đó. Rút túi ra cho 500 liền. Đó. Trò mừng quá chừng luôn. Đó. 500 tôi nói thôi giờ lấy tiền này đi tái khám. Đó. Bây giờ họ mà biết sư họ bị điện giật không tới nữa. Đó. Họ bị điện giật á. Điện giật cũng tới xin tiền. Đó. Rồi bắt đầu chuẩn bị chở con đi xa mà đi khám bệnh không có tiền cũng tới kiếm. Đó. Xin. Chúng sanh nó nghèo dữ lắm quý vị. Quý vị ông chùa sao tôi không biết, cho tôi sống nửa đời nửa đạo, ở ở đây nửa đi ra ngoài nửa, sống ngoài làng rồi biết không? Tôi đi gặp nhiều cái hoàn cảnh lắm, thê lương lắm. Không có nhà ở. Không có nhà ở. Cái ông đó ông ưng cái bà đó cho biết tới bây giờ là hầu như là ông để 5 đứa con mà con ông có vợ có chồng hết rồi, bây giờ biết sao, cái chỗ ông ngủ là ông ngủ cái đường mà đi xuống nhà vệ sinh của người ta ông nằm bên đó đó. Ông nằm ở bên nhà bên vợ á. Nằm đó ông ngủ chèo queo cái đường tôi đi lên đi xuống tôi đi đái đĩa. Cho ông nằm ở chỗ đó, đó. Mà mấy chục năm rồi không có nhà. À, đứa con của ông á, đứa con của ông sanh ra thì ông nghèo. Ông nghèo cái ông để con ra thì con ông nó cũng nghèo, khi mà nó ưng nó lớn lên ưng, người ta đã bắt đầu nó không nó phải đi ở rể. Ở rể thì bắt đầu nó phải lệ thuộc. À, nó lệ thuộc nó phải nó vô nó ở chung ở chạ đó rồi bắt đầu nó gặp nhiều cái chuyện mà buồn phiền nó làm ăn lên. Nó làm thơ hồ. Đó, thì kể câu chuyện của ông này nữa sẽ trở lại bài pháp chính. Tại sư nói vấn đề mà pháp dục á để cho bà hiểu thấy nó rất là quan trọng mà mình giúp đỡ cho mình mà muốn giúp đỡ cho nhiều người nữa thì sẽ biết được cái gia đình đó thì sẽ cũng biết được cái câu chuyện đó nữa à, thì tự nhiên sẽ có cái tâm sẽ muốn giúp cho cái thằng nhỏ đó con của ổng á à, tại vì sư nghe nói rằng là nó ưng con nhỏ đó có hai chị em mà con vợ của nó thì đang mang bầu mà nó là phải ở nó sinh ở trong cái phòng của cái con nhỏ em á. À, thì con như em phải đi ra ngoài đi ở chỗ khác. Sau khi mà thằng này nó đẻ xong rồi đó, con này nó đẻ xong rồi đó, thì con nó lớn rồi thì hai vợ chồng này phải đi ra chỗ khác ngủ để trả cái phòng lại cho em vợ. À, thì sẽ thấy vậy thì hỏi chị cho nhà bên nhà vợ con có còn miếng đất nhỏ nào không? Cái nó nói dạ còn chút xíu ở trước nhà đó. Cái năm đó là năm 2020 đó, sư xuống tôi coi. À, sư cũng không nói gì hết trơn, sư xuống tôi coi cái sư nói thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ sư sẽ xin được giùm cho con được 60 triệu. Rồi con bỏ thêm cho con cất. Cái mấy sư mới nói là chú mời em ngày Trí Dũng á. Cái sư nói mới cởi cái gia đình đó sẽ muốn xin 60 triệu để cho nó có cái chỗ để nó che cái chòi, che cái phòng được nó ra nó vô. Nhưng mà tới chừng khi mà tìm hiểu thì nó không có tiền nó bỏ vô nó cất. Nó làm ngày nào đủ ăn ngày nấy à. À hỏi làm ngày nào đủ ăn ngày nấy mà 2-3 ngày không có làm thì không có tiền xài. À, thì sư thấy tụi này nó không có khả năng cái sư ráng thì xin thêm 40 nữa, bỏ vô đủ 100. Cái xe xuống tôi kêu lên cái xe giao tiền trọ nó hên quá nó cất cái nhà đó. Nó cất xong rồi bây giờ biết không sau này phải 200-300 triệu mới cất nổi cái nhà đó. Bây giờ cái thằng đó nó gặp sư ở đâu nó tới nó quỳ nó lại hoài à. Cái tôi nói đừng lại nữa tiền của người ta sư chỉ đứng ra sẽ làm giùm thôi à. Nó nói trọ nhờ sư mà bây giờ con mới nở mặt nở mày với người ta nhờ sư mà con có cái nhà con ở che mưa che nắng. Cái nhà đẹp lắm mới vậy là tại vì là tụi nó đứng ra tụi nó cất á. Đó. Cho nên nếu mà mướn kêu thợ tới cất là chắc nó không được đẹp vậy đâu. Nó làm thợ hồ luôn. Thấy không? Nó đứng ra nó cất thì nó mới dư cái tiền nó cất 100 triệu ở nhà nó bự. Đó cái đó là ở suốt đời đó vì họ làm phước cái này gọi là cho những cái người mà ở suốt đời á. Cái công đức phước báo của người làm dữ lắm. Đó. Ông đó là em của ngài Trí Dũng, ông ưa nhờ sư đi kiếm mấy cái người mà không có nhà nữa, ở ngoài đường ngoài xá rồi coi thứ cho họ. Mà đâu có dám đưa tiền cho họ, đa số là nhiều á, lâu lâu mới có người đưa tiền thôi. Mà thử ra cái pháp bố thí nó rất là cần thiết. Cần ghê lắm. Nó là nhân mà. Nó là nhân để cho sau này mình không có thiếu thốn. Mà thử ra chúng ta cần phải làm. Lâu lâu có gì làm. Thử ra
Sư thì sư nghiện giải thoát mà lâu lâu sư cũng làm, đúng không? Lâu lâu sư cũng làm. Mình đâu có biết là mình có giải thoát hay không, hay là thoát này là thoát hồn, thoát vía, cũng chưa biết nữa. Thì mình cứ làm thôi. Lâu lâu có tiền cũng bố thí. Cái gì có một lần mình thiêu gì thấy sư đặt bát không? Sư đổi ra giấy 10 ngàn, 10 ngàn, 10 ngàn, được 5 triệu. Mà sư làm lẻ lắm, cho nó có chừng người ta mình nó đổi ý. Tại tới lúc mới sư đi bác á, cái sư dồn tiền thì tính là để bác. Để bác cho chư tăng, phải không? Làm nhanh lắm. Cái tâm của mình nó sanh khởi lên là phải làm liền làm lẹ. Chứ thôi nó đổi ý. Nó đổi ý á. Sư cũng bị mấy lần đổi ý rồi. Cái tâm bổn xẻng mà nó sanh lên là nó đổi ý à. Nó đổi ý rồi nó không làm. Rồi, trở lại cái bài pháp chính. Tham má chanh đá là đây là nói cái tâm thiện mà nó làm tới 10 điều. Trong đó có bố thí, giữ giới. Khi mà quý vị tu hành mà quý vị có giữ giới á, cái tâm của quý vị nó an vui lắm, nó yên ổn lắm. Quý vị ngồi thiền á, quý vị cũng có niệm, có định nữa. Thật ra quý vị rất là dễ tu hành. Rồi hồi hướng phước, rồi tùy hỷ phước, tùy hỷ phước đó. Tùy phước nghĩa là mình không có ganh tị, mình vui theo những cái phước nhân và phước quả của người khác. Thì quý vị thấy rằng là những cái này là toàn là những cái tâm tốt nó làm không à. Gọi là pháp dục á. Thì cái này sao gọi là tâm tham tâm sân được. Họ nghĩ sao họ hỏi sư là cái này có phải là tâm tham tâm sân không sư? Mà làm trong cái điều thiện có phải là tâm tham tâm sân không sư? Nhưng mà trước khi làm hay là sau khi làm thì cái đó mày đã có cái động cơ á. Nhà bây giờ thí dụ mình thấy mình nghèo, mình muốn bố thí để sau này mình được giàu sang, thì cái động cơ nó thúc đẩy là tâm tham. Hiểu không? Nhưng mà cái đang làm nó là tâm thiện. Đang làm là tâm thiện. Nữ ra cái phần này là cái phần này là nếu mà nói cái phần này là vì hiểu cái phần khác. Cái phần này là vì hiểu là vô minh nó duyên cho hành, mà hành nó duyên cho thức. Thì cái này là phi phúc hành. Là nó duyên cho thức, mà thức này gọi là thức tái sanh. Đó. Nếu mà giải rộng ra nữa thì nó dính vào cái kia đó. Dính vào cho cái vấn đề mà tái sanh đó. Thì chúng ta rất là cần cái tham má chanh đá này. Chẳng hạn như là quý vị thấy rằng là quý vị sống trong chùa mà quý vị học Phật pháp thời gian á, tự nhiên quý vị có trí tuệ, cái tâm gì nó mở ra. Cũng như có một số vị chư tăng trẻ nói là học cái lớp gì pháp bây giờ cảm thấy thích ghê. Hồi đó thì biết nó bị lộn xộn lắm, biết nó rất là mờ mà nó rất là mơ hồ. Do nó học một thời gian trong 3 tháng hạn rồi cảm thấy rất là thích thú học cái môn quy diệu pháp để phân tích ra từ cái tâm này tâm kia, cảm thấy thích. Đó là trí tuệ đâu có đó, mà nó thuộc về trí văn. Trí văn trí tư nó cũng hỗ trợ cho chúng ta tới trí tu. Cái thứ hai là tham má chanh đá, cái thứ ba là tác dục. Tác dục có nghĩa là chỉ có cái hành động làm thôi mà nó không phải là thiện mà phải là bất thiện. Mà cái tác dục này là của vị A-la-hán, của Đức Phật. Chẳng hạn như Đức Phật cũng muốn đi thuyết pháp để cứu độ chúng sanh, thì cái mong muốn đó là dục. Cái mong muốn là dục. Hoặc là bởi vì thấy là ngày xưa các bậc thánh, thí dụ ngài Đức Xá Lợi Phất hay là ngài Ca Diếp, bắt đầu mới thấy quán xét nhân duyên của chúng sanh mà đắc đạo quả đó, ngài đi tới đó để cho họ thấy ngài, để họ cúng dường. Cũng như quý vị thấy ông Nanh Đồng không? Ông Nanh Đồng không có ngài để Đức Xá Lợi Phất, đó là ông đầy xuống cõi khổ là không biết bao nhiêu ông mới lên nổi đó nha. Tam Bá Đa đó, ông Nanh Đồng đó. Ông Nanh Đồng mà không nhờ Đức Xá Lợi Phất thì thực ra khi mà Đức Xá Lợi Phất là một cái bậc thánh mà có cái ý mà muốn giúp cho ông, thì trong đó còn có cái dục, mà tác dục muốn tới đó để độ cho chúng sanh đó thoát khỏi cái cảnh đau khổ. Tại vì ông làm đau khổ, ông chặt đầu tới 55 năm. Chứ đâu có phải là ít, ngày nào ông cũng chặt mình mà em toàn là máu không, mà ông chặt đầu tới 55 năm ít à. Quý vị thấy là một năm là thấy đã sợ rồi, biết không? Mà ông chặt đầu người tới 55 năm như vậy thì cái thời gian quá dài, tâm ông quá khủng hoảng. Cho tới giờ khi mà ông chặt á, những cái năm đầu á, ông chặt không đứt nữa, ông yếu à. Họ đó mà tội nhân mà để cái đầu xuống, ông chặt phát một con rớt ra. Còn bây giờ ông già rồi, ông cứ cứa cái da nó cứ lầy nhầy, nó không có đứt. Đó. Rồi sau đó cái bắt đầu cái triều đình mới thấy ông làm vậy là làm hành hạ tội nhân quá, nó bị khổ á.
Thành thử ra nó thôi giờ thôi ông, giờ ông già rồi, ông yếu rồi, ông cứa cái cổ nó không đứt không, ông chặt nó không đứt nữa, ông cứa không à, đó. À thôi giờ cho ông về hưu đó. Thì khi mà ông về hưu đó thì bây giờ tâm trạng của ông nó buồn lắm, cho nên nó cứ nghĩ tới cái chuyện mà cái hình ảnh hàng ngày ông thấy á đó. Cái câu chuyện này dài mà sẽ kể tóm lược là sẽ nói vấn đề mà muốn muốn độ cho người khác. Thì lúc bây giờ ông dọn, lúc bây giờ ông kêu gia đình của ông là dọn cho ông bữa ăn nó thật là ngon á, cơm sữa đàng hoàng, tắm rửa sạch sẽ, bận đồ sạch á. Nhưng thường thường là ông không có bận đồ đẹp, tại là ông làm cái nghề đó mà bận đẹp sao máu dính hoài mà. Rồi đang ngồi ăn cơm thì thấy Đức Phật đi ngang, thấy Đức Xá Lợi Phất ngang qua, tự nhiên phát cái niềm tin lên liền. Đó. Lúc bây giờ gặp lại Đức Xá Lợi Phất là cái tâm thiện nó sanh. Rõ ràng là cái tâm thiện nó sanh đó là nó phải có cái môi trường. Đang như bây giờ thí dụ bây giờ ở trong chùa có môi trường mà tu học này thì tâm thiện của gì mới sanh. Nên người ta gặp nhà sư thì người ta khởi cái tâm thiện lên. À, khởi cái tâm thiện lên thì khi mà cái ông Tam Bá Đa này ông gặp lại Đức Xá Lợi Phất từ xa đi tới thì ông khởi cái tâm thiện lên. À, ông khởi cái tâm thiện lên thì bắt đầu lúc bây giờ là bây giờ tới tâm thiện của em nó có tín niệm tàm quý vô tham thì ông mới tới ông bố thí. À, ông cúng dường những ngày một bữa ăn. À, do đó lần đầu tiên ông làm phước anh thử ông làm hết, ông làm với cái tâm quan hỷ á. À, thay vì là cái bữa cơm nó ngon nhất của ông nhưng mà ông lấy đưa hết luôn. Cào cho bác ngày hết luôn thì ngày cũng chọn lại ngày để lại ngày nó lấy một nửa thôi. Ừ. Sau khi đó ông ăn xong cái ngày phút chúc. Đó ngày phút chúc ngày tụng kinh ngày thấy cái tâm của ông nó bị tán loạn. Nó không có định được. Hỏi tại sao ta phút chúc mà thí chủ không có định tâm được nhỉ? Ông nói dạ. Ừ. Do nó con làm cái nghề con chặt đầu ngựa á, để ra bây giờ cái tâm con không có định được. Nhưng mà tại vì Đại Đức Xá Lợi Phất là cái bậc trí tuệ, với cái bậc thông tuệ và hiểu được ông này có khả năng đắc đạo quả. À, nếu mà tìm cách giúp cho ông thì ông sẽ thành đạt. À, thì Đại Đức Xá Lợi Phất mới nói với ông một câu rằng là bây giờ ta muốn hỏi thí chủ là thí chủ cố ý làm hay là người khác biểu? Thì ông nói dạ không, không có cố ý làm, nhưng mà nhà vua kêu ông làm đao phủ. Thì Đại Đức Xá Lợi Phất mới nói rằng là gì thì thí chủ đâu có tội gì đâu. Thì ông nghe nói ông không có tội cái tự ông mừng quá. À, ông mừng quá bắt đầu cái tự nhiên cái ngày phút chúc ông cái tâm ông được định. Lúc đó ngài thiết cho ông bài pháp ngắn ngắn phút chúc ông đắc đạo quả tu đà quần nữa vậy. Thì thấy không? Như vậy thì bậc A La Hán cũng có cái dục, mà dục như ý túc nghĩa là cái sự muốn tới đó để cứu độ chúng sanh, nhưng mà nó phải hội đủ nhiều nhân duyên. Nếu mà ông đó là người nhị nhân là cũng thua luôn. À, với điều kiện ông đó là phải người là người tam nhân, cái người mà cái chủng tử mà ông sanh ra ông là phải đi tái sanh bằng cái tâm quả mà có trí tuệ thì được gọi là trí tuệ bẩm sinh đó. À, thì ông đó là người trí tuệ bẩm sinh mà bây giờ còn dính vô cái vấn đề mà phải giết người năm mươi mấy năm ha. Rồi cái thứ hai đây là cái ba la mật, nghĩa là những cái công hạnh mà tu tập các cái đời quá khứ nó đã đầy đủ rồi, nó chín mùi rồi, nó cũng như cái trái cây á. À, chỉ cần người tới khèo cái là nó rụng, mà không có người khèo là nó chết khô luôn à, nó không rụng luôn á, không có giỡn đâu. Cũng có nhiều trường hợp là người tam nhân mà đầy đủ ba la mật nhưng mà không đắc được đạo quả. Là bởi vì không có ai khèo, là cái ai độ á, là trường hợp đó có nhiều. Là người đắc đạo quả phải là người tam nhân. Người tam nhân nghĩa là sao? Cái người mà lúc mà đi tái sinh á, bằng cái tâm quả hợp trí, gọi là trí tuệ bẩm sinh, từ cái lúc mà cái tâm đầu tiên cái thức tái sinh á, nó đã có rồi. Đó, thì đó là cái người đó mới có cơ hội đắc đạo quả. Cộng thêm ba la mật nữa, cộng thêm cái được nghe pháp nữa, hành pháp nữa, đắc đạo quả. Nó phải đầy đủ những cái điều kiện để đắc đạo quả, chứ không phải ai muốn đắc. À. Thì có nhiều người mà gặp Phật á, họ cũng đâu có đắc được đạo quả, nhưng mà Đức Phật nói họ là đầy đủ đó, ba la mật đắc đạo quả được, nhưng mà nó trễ rồi, thời gian nó không thích hợp nữa. Giờ tác dục có nghĩa là nó có nhiều dạng. Cái này là dạng cao cấp. À, cái dạng này là tâm di tác hợp trí. À, thấy không? Tâm di tác hợp trí, ngài mà muốn khởi cái ý lên á là nó phải là tâm di tác hợp trí để giúp đỡ chúng sanh. Còn thí dụ những cái dục bình thường, chẳng hạn như là đắp y mang bát, giờ thí dụ ngài ngồi ngài thuyết pháp, Đức Phật ngồi thuyết pháp lâu quá, ngài giờ nói này là Đức Xá Lợi Phất, nếu mà chư tỳ kheo còn thì thầy thuyết pháp cho chư tỳ kheo đây, Như Lai muốn nghỉ ngơi chút xíu. Đó, thì cái đó cũng là gọi là dục, muốn nghỉ ngơi, muốn đi tắm, muốn đại tiện tiểu tiện, thì cái này nó cũng gọi là dục. Đó, mà những cái dục này nó sinh hoạt bằng cái tâm ly trí, tâm di tác và ly trí.
Còn ví dụ cái gì bây giờ thấy có nhiều người họ cho nhanh lắm, họ thấy người ta nghèo đói là bắt đầu họ giúp đỡ liền mà không bao giờ họ nghĩ tới cái gì hết trơn, họ làm bằng một cái tâm phản ứng tự nhiên á. Nhưng mà cái tâm đó nó cũng là tâm thiện, tâm tốt, nhưng mà nó thuộc về tâm lý trí, nó không có đo đắng, không có cân nhắc, không có suy nghĩ gì hết trơn á. À, thì cái đó nó cũng có tác dục, à, cũng có thà, cũng có pháp dục đúng không đó. À. Nhưng mà cái nào mà nó làm mà nó hiểu nhân hiểu quả đó, à, thì cái đó mới có trí tuệ. Tại tâm thiện nó có tới 8 cái mà có 4 cái thì có trí và 4 cái không có trí. Đó. À đó, ly trí cũng vẫn làm. Tại sao nó làm là bởi vì cái bản chất của cái tâm nó rất là tốt. À, nhưng mà không phải là tâm thiện nào nó cũng có trí. À. Cũng như bây giờ thí dụ mình dẫn một đứa con đi đặt bát chư tăng, nói gì là gì vậy, hiểu không? Khi mà mình đặt bát chư tăng, mình cái người lớn á, mình hiểu nhân hiểu quả thì mình có nghe Phật pháp, mình có nghe thuyết pháp này, mình biết rằng là bố thí, à, bố thí là sau này nó có cái nhân là mình giàu có nè, thì cái đó nó hiểu được nhân quả. Còn có đứa con nó con đặt bát cho chư tăng, con đặt bát cho chư tăng thì nó bỏ thì bỏ vô thôi chứ nó đâu có biết gì đâu, tao đâu có suy nghĩ gì đâu. À, thì nó thấy gì thì thấy mẹ nó bỏ thì nó cũng bỏ theo, mà cái tâm của lúc đó nó cũng vui vẻ, phải không? Nó vui vẻ thì thọ hỷ, mà nó làm gì thì việc tốt việc lành, nhưng mà thật sự để hiểu bỏ, anh hỏi nó có trí không, đâu có trí đâu. À, thì nó dạng dạng vậy đó. Thì người lớn cũng vậy á, người lớn mà thí dụ người mà không có am tường Phật pháp á, là không có được giảng đạo thuyết pháp nghe á, thì họ chọn dẫn làm thiện, mà đa số phần đông là làm cái đó, cái tâm thương người giúp đỡ cho người khác. À, thấy người ta thí dụ mấy gì thế, có nhiều cái người họ tâm mà tốt, mà thấy cái người đó chết đuối á, đang hợp với xong họ nhảy xuống cứu liền. À, đó thì họ cũng khởi lên một cái tâm tốt, họ mới làm gì được. À, thì coi trên mạng có cái ông kia ông chống hai cái cây nạn, mà bản thân của ông là bị què á, ông đang chống hai cây nạn, cái ông thấy nước đang xuống trôi, có một cái người họ đang bị trôi theo nguồn nước á, cái lúc đó ông quảng quá sao, cái ông nhảy luôn, ông nhảy tới ông đưa cây nạn cho cái người đó, họ chụp cái cây nạn đó, ông kéo vô bờ đó. Đây là cái tâm đó, tâm tốt nó phản ứng rất nhanh luôn, có gì lúc đó thì nó đâu có kịp cái suy nghĩ gì đâu, thấy không? Mà đó là cũng là việc làm, là việc làm tốt, nhưng mà nó đâu kịp suy nghĩ gì đâu, rất là nhanh, thấy là làm liền. Thấy làm liền là tâm thuộc tâm gì? Tâm vô. Vô gì? Vô trợ. À, vô trợ là rất là nhanh. Cái mà mình nói bố thí không á, mình nói nhân quả không, mà mình không có cảm nhận, mình không có trải nghiệm được cái đời sống trong đó, mình cũng hiểu nó ít lắm. À, cảm nhận được cái đời sống sung túc, sung sướng, được cảm nhận được cái đời sống đau khổ, nghèo khổ, đói khát á. Từng bị thiếu cơm, thiếu áo, từng sống ở trong một cái chỗ như cái khu ổ chuột kia đó. Rồi cũng đã từng giàu có. À, xưa 58 tuổi với thứ gì xưa cũng trải qua trơn á, đã từng làm chủ cũng có, mà từng làm tôi tớ cũng có, rồi từng làm ăn được cũng có, từng thất bại cũng có, đủ thứ ấy, cái gì cũng trải qua ra, thì cảm nhận cái điều đó. Nhưng mà nói cho tóm lại đó là tu là sướng nhất, không phải là sướng mà theo cái kiểu bình thường người ta nghĩ là mình không có đi làm gì hết mình sướng, không phải vậy. Có nghĩa là sướng, có nghĩa là mình phát triển được cái đời sống tâm linh á. À, cái tâm của mình nó trải qua một ngày mà mình không có bị phiền não, rồi cái phiền não của mình nó giảm đi. Không phải là mình không có, mình có, nhưng mà do mình tu á, ta thì tham sân si tạm thời nó không có mặt. Nhưng mà mình trải qua một cái ngày sống như vậy đó, cái tâm tư của mình nó rất là thư giãn, thoải mái. Đó, thì cái tâm này rất là tốt. Mình không có bị căng thẳng. Và mình không có bị trầm cảm. Rồi người ta hỏi xưa là bây giờ tu hết rồi ai ai sanh con đẻ cái, ai nói giỏi tông đường. Đó, nhỏ bữa nó hỏi gì vậy? Nó hỏi bây giờ con muốn hỏi là bây giờ chữ Phật đi tu ai nấy cũng đi tu hết rồi, bây giờ ai đâu mà đẻ ra. Đó, để con đẻ cái rồi nói giỏi tông đường để làm công việc cho xã hội. Tôi nói yên tâm đi, không phải là tu là dễ đâu, cái gì có nhân viên mới tu chứ không có nhân viên đâu tu được đâu. À, đó, cái người mà giàu sang ngoài kia biểu dò cạo đầu đi ấp bì vô tu đâu có làm được, không làm được đâu. Nghĩ đến của cải tài sản của họ để hưởng thụ chứ làm sao tu được. Mà đa số những cái người tu là cũng không phải là cái người giác ngộ nữa. Cái người mà đi tu là gặp cái sự cố gì trong đời sống đó. Gặp một cái sự cố nào, một cái cú sốc nào, biết không? Một sự cố nào đó, trong đời sống họ cảm thấy họ mệt mỏi, họ muốn thoát ly cái đó. Thoát ly cái đó. Nó nhiều cái hoàn cảnh lắm. Nhiều cái hoàn cảnh lắm. Từ làm ăn mua bán, từ gia đình vợ con, từ vấn đề mà cuộc sống. Bản thân của sư thì sư cũng không không phải là bị thất tình đi tu, không phải. Lúc mà sư đi tu là đẹp nhất mà. Lúc mà đi tu là sắp làm đám cưới thì sao thất tình được. Cái lúc mà đi tu là còn 5 tháng nữa là đám cưới mà. Nó đang tươi rói vậy đó.
Nghe bỏ đi tu à. Nhưng mà gia đình thì cũng thật sự ra cũng không phải là nghèo đói gì, mà điều quan cái là tự nhiên mình cảm thấy rằng là sao cái phiền não ở đâu trong tâm của mình nó cứ có hoài. Đó, mình suy nghĩ hoài vậy đó. Đó, mình nghĩ hoài mà nó không ra đáp án. Đó, cái tâm của mình nó ngộ lắm, nó kỳ lục, nó muốn thoát ly cái gì vậy. Đó. Đi tu nó cũng nhân duyên đó quý vị, không phải giỡn đâu. Nhân duyên á. Chứ không phải ai muốn tu là tu được đâu. Nhưng mà họ đi tu á, theo như sư nghĩ, theo bản thân của sư nghĩ, tôi không cần biết họ đi đến chùa họ tu bằng cái hoàn cảnh nào. Đó. Nhưng mà miễn sao khi mà họ bước chân vô trong đạo Phật thì họ sống cho tốt. Họ biết cái cương vị của họ là một tu nữ. Họ biết cái cương vị của họ là một vị tỳ kheo, một vị sư. Thì họ phải sống cho nó đúng cái cương vị đó. Thì họ làm tốt đời đẹp đạo, hoặc là thí dụ họ đem lại cái sự lợi ích cho bản thân của họ, nhưng mà họ không có làm ảnh hưởng chùa chiền. À, thì cái đây là công đức của họ nó tăng lên gấp bội luôn. À, thí dụ một người, một vị sư là phải đi đứng như nghiêm trang. À, đã không có con mắt mà cứ liếc qua liếc lại láo liên vậy cũng không có được nữa, ăn bận không có được sốc xếp. À, nhà sư mà nhà sư người tu là tấm gương để cho người khác họ nhìn vô đó, họ noi gương họ tu, với lại được thường là người đời họ nhìn người tu họ quan hỷ lắm. À, quan hỷ họ dễ phát tâm thiện lắm. Người tu là không thể nào có cái chuyện mà đứng ra mà chống nạnh mà chửi nhau được, không có cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó phi lý lắm, nó phản cảm lắm, không có. Đó, không có. Người tu là phải tạo nhiều thiện nghiệp. À, trong luật đó thì vậy sao? Đi đứng nằm ngồi nói năng, Đức Phật dạy chế định rất là nhiều cái điều luật cho một cái vị sa di. Sau khi một cái người đó là thiện nam tử trở thành một cái vị sa di thì cái người đã học qua những cái giới luật đó. Thì khi mà họ học qua được những giới luật đó thì họ hiểu mình làm cái gì. À, cách ăn, cách nói, cách đi, cách đứng, cách sinh hoạt trong hội chúng, cách đi ra ngoài làng, nó có đầy đủ trong luật hết á. Chứ đâu phải không có. Nhưng mà theo những cái năm gần đây, sư thấy sư quan sát rằng là ở tại Phước Sơn này nè, có rất là nhiều người tu rất là tốt đó quý vị. Tại Phước Sơn nè, có nhiều người trẻ mà tu rất là tốt. Họ không có đi gây chuyện. À, họ ăn, họ đi tu thiền, rồi đi bát. À, đời sống phẩm hạnh thì nó cũng trôi qua như vậy. Rồi họ cũng chẳng cãi vã gì với ai. Họ cũng sống gì mà còn trẻ đó. 21, 22, 24, 25. Cái tuổi đó, cái tuổi đi tu đâu phải dễ cái gì. À, nhưng mà họ đi tu. À, rồi học Phật Pháp. Rồi tu thiền, họ tới hỏi Pháp chứ. Sự thương lắm, thấy dễ thương lắm. Trẻ trẻ 21, 22 tuổi, 26 tuổi cũng vậy. Tới hỏi Pháp hành, Pháp đồ không à. Mình nghĩ chọn những cái người này chắc họ cũng phải có tu rồi mà họ mới đi vô con đường này chứ đâu phải đơn giản. Cái tuổi này nở về đời, nó ăn, nó chơi. Sao mà nó vô đây mà cạo đầu bẩn cái đồ này đi tu, đi hành thiền. Thấy không? Nhân duyên á quý vị. Rồi, giờ hiểu ba cái này được phải không? À, tham dục, pháp dục, tác dục. Đó, bây giờ bắt đầu nói tới cái vấn đề mà dục như y túc nè. À, thì cái dục như y túc này nó phát triển, nó phải phát triển từ cái chanh đá. À, cái chi pháp của nó phải từ chanh đá phát triển lên. À, tứ như y túc có nghĩa là bốn cái điều giúp cho thành tựu, bốn cái căn bản, bốn cái điều giúp cho thành tựu đạo quả, thiền định, hiện thần thông. Nó phải có bốn cái điều này. À, thì trong đó là nó có là dục như ý túc này, cần như ý túc này, tâm như ý túc này, thẩm như ý túc. À, dục như ý túc này, cần như ý túc này, tâm như ý túc này, thẩm như ý túc. Cái gì muốn đọc Bali không? Sẽ đọc cho nghe nè. Tôi có viết Bali đây nè. Nhưng mà sư viết là thường là sư thích sư giảng vậy đó. Sư nhớ chi pháp sư giảng thôi. Nhà này như ý túc nè. Bốn cái sự thành tựu nè, cái từ Bali của nó là ích thí ba đá. À, ích thí ba đá. Ba đá là nền tảng, ích thí là sự thành tựu. Đó, bốn cái điều thành tựu. Cái này bây giờ thấy nằm trong 30 phẩm trợ đạo á, thấy không? Nó nằm cái đoạn giữa đó. Đoạn đầu là tứ niệm xứ, đoạn giữa là nó, đoạn sau là bát chánh đạo. Nhưng mà người ta hỏi như vậy thì mình tu tứ niệm xứ mình không cần cái này có được không? Thì mình tu tứ niệm xứ thì mình tu thôi, chứ mình cần gì là phải có những cái này. Mà bởi vì phải có đó. Bây giờ sẽ hỏi lại là bởi vì có muốn đi tu thiền không? Thấy không? À, ví dụ có bởi vì có muốn ngồi đó để quán thấy được danh sắc không?
có muốn không? Thì cái muốn đó không phải là dục nghi túc không? À, tha một dục nghi túc là một cái sự hoài bão, một cái sự thiết tha, một cái sự ước nguyện. À, một cái ước nguyện là một cái gì đó nó sẽ đưa đến một cái sự thành tựu và thành đạt. À, thì cái dục nghi túc này đó, thì nó mà đúng là dục nghi túc là nó sẽ không bao giờ nó bị thay đổi. Chẳng hạn như giờ trong cái hoàn cảnh nó khổ mà cái dục nghi túc này nó luôn luôn nó cũng vẫn có. À, nó nuôi dưỡng cái tâm ý rất mạnh. À, tuy rằng là khổ như vậy mà nó cũng vẫn đi tu thiền. À, nó cũng vẫn duy trì được thiện pháp. Thì những cái lúc mà những cái duyên nó đến đó, nó thuận duyên, tự nhiên nó trở nên phước báo, nó có cái, nó giàu sang, có cốc có liêu, có đồ ăn đủ đầy đủ, nhưng mà cái dục này nó luôn luôn nó giữ đó, nó không mất. À, như vậy thì cái dục như ý túc này thì trong cái cảnh thực cảnh nghịch đó, nó cũng có mà trong cảnh thường nó cũng có, chứ không phải lúc mà khổ quá mới tu, khi mà có tiền có bạc cái xả y ra đời lấy vợ, không có vậy. Là cái đó không phải dục như ý túc. Là dục ý túc là một cái sự nuôi dưỡng, là một cái sự khao khát, một cái sự mơ ước, là sẽ đi đến thành tựu, là một cái gì mà mình đã mơ ước. Nhưng mà một cái vẫn chưa đủ, một cái vẫn chưa đủ, là tại vì nếu mà mình cứ chỉ có mong muốn không á, mà mình không cố gắng mà để mình nỗ lực, là mình tu tập á, bây giờ thì bởi vì muốn đi hành thiền, bởi vì khởi cái ý lên muốn hành thiền mà bởi vì không chịu đi, bởi vì ngồi chỗ gì có tới chỗ không, không phải không, thì nó cần cái gì, cần ý túc. À, thấy chưa, cần ở ý túc có nghĩa là sao, có nghĩa là một cái sự cố gắng, một cái sự siêng năng, một cái sự tinh tấn. À, khi mà người nào có một cái sự cố gắng, một cái sự siêng năng, một cái sự tinh tấn đó, thì bây giờ sẽ không có hôn trầm thị miên, không có buồn ngủ, không có giả dựa. À, như thì dục như ý túc vẫn chưa đủ đó, thì mong muốn không vẫn chưa đủ, nhưng mà phải có một cái sự nỗ lực. À, phải có một cái sự nỗ lực, à, một cái sự siêng năng á, à, thì nó mới được. Vậy thấy chưa? À, nếu mà mình đi học á, học Phật pháp mà mình không có cố gắng, mình không có siêng năng, mình học có được bữa cái. À, thích thì học, mà không thích thì thôi. Tinh tấn nó không có, cái siêng năng nó không có. Hoặc là thí dụ mình hứng lên thì mình xuống mình hành thiền mà mình không hứng thôi, không hành. Ở nhà ngủ, nghe nhạc. À, thì cái tinh tấn mình nó không đủ, nó không đủ duy trì được. Cái người hành thiền mà cái sự tinh tấn mà nó yếu đi đó thì hôn trầm nó cũng vô. À, hôn trầm nó vô. Nên thế là cái cần những ý túc này là nó là một cái rất là đặc biệt, nó là nền tảng, nó là một cái phương pháp giúp cho mình thành tựu mà mình không thể thiếu nó được. Đang bây giờ thì mình thấy cái cục đá ngoài kia đây, mình muốn dời cục đá ra khỏi cái cửa, mà mình muốn không làm sao cái cục đá nó đi, đúng không? Thì mình phải ra để mình lăn nó mới đi chứ. À, thì cái ra lăn nó là gọi là cần những ý túc. Mà cái này nó được duy trì hoài. À, không không không, cái này là cái cần những ý túc này nó không phải là áp lực nha, không phải là áp lực, không phải là áp bức nha. À, nó bằng một cách rất là đều đặn mà thư giãn. Nếu mà nói nó mà đồng sanh với tâm thiện thì tâm thiện là phải là tâm tốt, đúng không? Nó phải nó sanh với tâm thiện mà. Nó cần như ý túc là nó là trong một trong trong 13 số tựa tha, tầm tứ cần, sở hữu cần á, vậy thấy đặc tính pháp của nó đó, sở hữu cần. Cái gì còn nhớ câu chuyện của ngài Ratthabala không? Ngài đã nghe một một bài pháp Đức Phật thuyết đó, bắt đầu khởi lên cái ý muốn xuất gia đi tu. Đó. Khi mà mình nghe một bài pháp á, mà mình khởi cái ý mình muốn, ông đó giàu lắm nha, ông đó là đại gia trong thời kỳ đó đó, nhà gia đình giàu dữ lắm, nhưng mà khởi cái ý lên, tại vì khi mà nghe cái bài pháp đó ông hiểu, ông khởi cái ý lên muốn đi xuất gia, mà cha mẹ đâu có cho cái gì, cha mẹ không cho, con đứa còn một à, gia đình giàu có mà có đứa một là ai cho mà đi tu, thấy không? Không ai cho đi tu cả. Ông do nó ông muốn đi tu quá thì ông về ông có tiệt thực nhịn ăn. À, bắt đầu cuối cùng ông cũng đi được. À, thì cái đó là cái sự mong muốn, khi mà ông vô đó thì ông phải tu, đó ông nỗ lực và ông tu hành. À, ông tu hành tinh tấn á, tinh tấn tu hành chưa đủ đâu, tại sao nó có tới bốn cái, nếu mà hai cái không vẫn chưa đủ. À, siêng năng cố gắng, nhưng mà nó phải có một cái sự quyết tâm. À, nó phải có một cái sự quyết tâm. À, tâm của mình á, mà phải quyết tâm làm việc đó là phải làm cho tới cùng, làm cho bằng được.
Cũng như Đức Bồ Tát mà trước khi Đức Bồ Tát là trước khi mà Đức Phật Thích Ca đó mà ngồi xuống cái cội cây Bồ đề đó, ngài có một sự quyết tâm đúng không? Là ngồi xuống đó có một sự quyết tâm. À, dù cho máu cạn xương khô mà không thành đạo quả thì không được. À, đó. Thành thử là lúc đó là gọi là một có một sự quyết tâm á, gọi là tâm thiện á, hợp trí á. À, tâm thiện á. Mình nó làm cái gì mình không quyết tâm làm được đâu. À, tâm mình đó, nếu mà nó bị thay đổi á, nếu mà nó yếu là nó sẽ bị thay đổi à. Tâm tham hay tâm sân nó sanh vô à. Cái ngày này bởi vì biết không? Cái quyết tâm của cái ngày mà Ratthabala đó là khi mà gia đình của ngài kêu ngài về á, là dụ dỗ cho ngài rất là nhiều thứ mà ngài quyết tâm ngài ngài phải rời khỏi chỗ đó ngài đi, ngài đâu có ở đâu. Ngài đắc đạo quả A-la-hán á. Đây là bốn cái điều kiện thành tựu giúp cho chúng ta thành tựu đạo quả. À, hành thiền á, chứng thiền cũng phải có cái này nữa. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ á, cái người tu á, họ vô họ tu hành á, họ tìm hiểu học giáo lý, bắt đầu hiểu đâu là khổ, họ hiểu đâu là nguyên nhân của khổ, bắt đầu lúc bây giờ bắt đầu họ muốn tu tập. À, thì họ phát triển mấy cái này. À, họ muốn chứng cái đạo quả tu đà quờn để sau này khỏi rớt xuống bốn đường đạo, thì cái sự mong muốn này đó, cái sự mơ ước này, cái sự khao khát này bắt đầu nó thúc giục hoài. À, thúc giục hoài bắt đầu họ làm, họ thực hành. Thì những cái người gì thì họ đâu còn thời gian nữa để mà đi làm cái chuyện tào lao, mày thấy không? Không còn thời gian nữa, không còn thời gian mà làm cái chuyện nói chuyện người này nói chuyện người kia, nó không có thời gian dành cho mình, không còn không đủ mà đó. Dành cho cái sự tu tập không mà còn vẫn không đủ mà đó. Sự quyết tâm rất là mạnh mẽ mới thành tựu. Thì rõ ràng cái thiền tứ niệm xứ mà mình phải muốn là mình mới đi hành thiền. Rồi lúc đó mình hành thiền mà mình phải có cái sự nỗ lực tinh tấn là mình mới hành được. Đó. Chứ không thôi cái gì mà không có hành thiền mà cái gì không có tinh tấn là bắt đầu chập nó cái nó gục xuống này nè. À, nó gục xuống nó buồn ngủ à. À, khi mà buồn ngủ là thấy là chánh niệm nè, chánh niệm yếu nè. À, chánh niệm nó yếu rồi. À, chánh niệm nó yếu rồi tinh tấn nó cũng kém luôn, yếu luôn. Rồi hôn trầm nó sanh vô. Người ta hỏi sư chứ. Sư, sau khi mà con đi kinh hành á, sao con tỉnh dữ lắm? Con đi kinh hành á, con đi hành thiền á, đi chân bước đạp thì con biết, rồi tâm suy nghĩ con cũng biết, rồi con nghe âm thanh con cũng biết. Thì lúc đó cái tâm của con rất là tỉnh, nhưng mà con có một cái điều con không hiểu, tại sao khi mà con vô ngồi thiền bắt đầu thì nó buồn ngủ là sao? Là sao vậy? Là tại vì cái môi trường nó thay đổi, cái môi trường mà bạn đi kinh hành là cái môi trường nó năng động. À, khi mà nó chuyển qua một cái môi trường thụ động á, thì nó cần cái tâm của quý vị nó phải thư giãn và nó phải làm việc thật là nhiều, nó bắt nhiều cái đề mục mà nó không rời. Chẳng hạn như khi mà bạn tắt ý bạn ngồi xuống là bạn phải duy trì được cái đó, duy trì được cái chánh niệm đó. Rồi sau khi bạn duy trì được chánh niệm, đừng để cho nó đứt đoạn, bạn rác bạn tắt ý bạn duy trì đó. Thí dụ là nghe âm thanh bạn biết nè, rồi niệm hơi thở biết nè, sự xúc chạm biết nè, bạn phải làm liên tục thì bạn mới duy trì được cái đó, thì nó không hôn trầm thiền miên nó không có xen vô, mà trong đó nó phải có một cái sự tinh tấn nữa, nỗ lực. Sư nói thiệt quý vị, sư đi dạy quý vị pháp mà sư đi thuyết pháp gì mà sư không hành thiền là sư chịu không nổi đâu đó. Tại vì tâm nó có suy nghĩ không à. Ví dụ soạn một cái bài là tâm nó suy nghĩ quá chừng luôn, nó suy nghĩ kinh khủng lắm, nó suy nghĩ để nó hiểu cái điều đó đó, mà nó suy nghĩ thế chập nữa là mình cảm thấy mình mệt đó. Mà mỗi lần mà ví dụ sư ngồi soạn bài phải không, khoảng chừng 1 tiếng rưỡi bắt đầu tôi cảm thấy người khó chịu đó. Bắt đầu lúc đó sẽ đứng lên liền, mà bắt đầu sẽ đứng lên liền, bắt đầu sẽ duy trì chánh niệm, sẽ đứng lên sẽ biết, sẽ bước ra sẽ biết, sẽ xỏ dép sẽ biết, bắt đầu sẽ lên bắt đầu sẽ nằm nằm xuống, bắt đầu sẽ nằm xuống sẽ biết. Khi mà sẽ nằm xuống mà sẽ thấy tâm mình nó tiếp tục vẫn suy nghĩ nữa đó. Đây sư muốn làm pháp hành, dùng pháp hành để sư làm nó cân bằng lại. Để sư nằm xuống để suy nghĩ, thì nếu mà sư cái chánh niệm sư nó mạnh á, mà định tâm là chánh niệm nó mạnh á, thì sư cần chánh niệm với sự suy nghĩ đó thì nó đứng lại. Nó đứng lại, nhưng mà sư cái chánh niệm sư nó yếu thì nó suy nghĩ lại nữa cho coi. À, mà sư chánh niệm vào, nhưng mà nó còn một cách nữa. Mình phải làm cho cái tâm mình nó thư giãn, nó bắt nhiều cái đề mục nữa. Chẳng hạn bề tiểu cái tay của mình nó đụng vô hai chỗ này, đụng lại nè. Hai cái tay mình đụng lại thì bắt đầu mình hướng cái tâm mình xuống cái chỗ cái tay nè. Đó. Thì do nào mình hướng cái tâm mình xuống cái chỗ cái tay này, mình niệm thân phải không, thì lúc bây giờ cái tâm mình nó bớt sự suy nghĩ. À, hoặc là ví dụ mình đưa cái tâm mình xuống ngay chỗ cái bụng mình hít vô thì mình thấy nó phồng lên, mình thở ra thấy nó xẹp xuống, rồi mình có nhiều cái đề mục. À, khi mình nằm mình thư giãn, bắt đầu mình quan sát âm thanh. À, sẽ nhờ mấy cái đó không mà cái tâm xương bắt đầu nó trở lại cân bằng, chứ không thôi cái người mà đi pháp học nó suy nghĩ dữ lắm. Một cái bài quy y pháp là nó suy nghĩ kinh khủng, là suy nghĩ cái đó, nó muốn hiểu cái đó mà giờ nó muốn hiểu sâu nữa. Thành thử ra không có cái thiền là không nổi.
không nổi. Thực ra sẽ dùng cái thiền tứ niệm xứ mà sẽ làm nó cân bằng lại, phải không? À, cân bằng lại, nó đỡ lắm đó, chứ không phải giỡn. Thành thử ra có cái cô kia cô nói chứ, sư nói thì cô nghe con thấy hay lắm. Sư nói là khi mà tâm mình phiền não á, mình phiền não là bởi vì mình thấy con của mình nó khổ quá, mình thương quá thì mình xót xa quá đó. Bây giờ mình muốn con mình đừng khổ nữa, mà nó do nó nghĩ cái đó không, mà nó phiền não quá sư à. Mà sư kêu con thì khi mà tâm nó phiền não thì chánh niệm cái tâm đó, mà con thấy ban đầu con làm một hai lần con thấy được, mà sao nó khó quá đó. Rồi cái tâm mình nó cứ dẫn kéo mình đi, nó suy nghĩ hoài à. Tôi nói cái này là không phải là cô nghe mà cô làm được đâu, cô nghe là nó thuộc về trí văn thôi. Cái này cô phải thực tập, dùng công phu tu tập á, thì cô mới hiểu được cái điều sư nói, chứ không phải đơn giản đâu. Tâm mình nó suy nghĩ gớm lắm, nó suy nghĩ ghê lắm, bởi vì chưa có cái sự cố gì trong cuộc sống á nha. Bởi vì mà đang sống bình thường mà có một sự cố nào nó xảy ra cho con, bởi vì mới thấy. Rồi nó suy nghĩ, mà nó suy nghĩ nó đi như là tên lửa vậy, bởi vì cái tâm á, tâm bất thiện nó làm chục. À, nó suy nghĩ toàn là tiêu cực không à. Nói ra người ta mới loạn, cuồng tâm loạn trí là vậy đó. Còn cái chức năng của tâm thiện nó khác à. Cái tinh tấn là quý đi giá, à quý đi dít thi ba đá. À, đọc bốn cái này, bốn cái từ Bali này, dục như ý túc là chan đít thi ba đá, là cần như ý túc là quý đi dít thi ba đá, là tâm như ý túc là chít tít thi ba đá. À, tâm là sự quyết tâm, cố tâm làm cho bằng được, làm cho tới nơi, làm cho tới chốn. À, không bao giờ bỏ bê đó, mà có một sự quyết tâm. À, mà cái sự quyết tâm này toàn bộ là tâm thiện hợp trí. À, cái bản chất pháp của nó đó thì trong đó, nếu mà bản chất pháp của nó thì sở hữu dục, sở hữu cần, rồi nếu mà tâm thì tà tâm, tâm là tâm thiện. Rồi cái thứ tư là trí như ý túc, là quý măng, siddhipada. À, trí như ý túc là sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Nếu như mà mình có sự mong muốn, mình có sự tinh tấn, mình có sự quyết tâm, mà mình làm không đúng, mình làm sai, mình không hiểu cái kỹ thuật, nó không biết cách nào làm cho nó được vẹn toàn, thì dù có ba cái kia mà nó thiếu cái thứ tư thì cũng không được. Bây giờ thí dụ bây giờ ngồi, bây giờ niệm hơi thở, thì thấy được cái sự thay đổi, sự sanh diệt của các cái cảm thọ, các cái tâm. À, thì trong đó nó có một cái dục như ý túc này, có cái cần như ý túc này, rồi nó có cái tâm quyết tâm làm nữa, nhưng mà không có trí tuệ, không có hiểu được. Không có hiểu được cái sự thay đổi, sự sanh diệt của danh và sắc này, nó chỉ là sự thay đổi ba cái đặc tính vô thường, khổ vô ngã thôi, chứ không có tôi, không có ta trong đó. À, thì nó phải cần cái trí tuệ này để nó hiểu cái điều đó. À, hiểu cái điều đó nữa được gọi là thẩm, thẩm như ý túc, hoặc là trí như ý túc. Vậy là bây giờ qua cái bài này là bây giờ hiểu hết rồi phải không, hiểu như thế nào là dục rồi phải không. Thì nhắc lại thì sẽ tóm lược lại cho nhớ này, là bắt đầu chia tay mạnh ai về nhà nấy. À, dục nó có ba loại là tham dục, pháp dục và tác dục. À, tham dục là dính mắc ưa thích, suy nghĩ, nhất là trong năm cảnh tâm mình suy nghĩ nữa. Rồi tâm của mình nó bị chấn động, nó bị rung động, nó bị tán loạn, rồi dính mắt, rồi nó mong muốn, nó mong cầu trong cái pháp bất thiện, trong năm cảnh. Nói gì cho dễ hiểu. Nhưng mà ý nó suy nghĩ nữa là xong xấu, lục căn tiếp xúc lục trần. Pháp dục là những cái hành động tốt, những cái công đức, những cái phước báo, những cái sự thiện lành, là muốn giúp đỡ người khác, bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, thính pháp, thiết pháp, hồi hướng, công đức, tùy hỷ phước, tu thiền, chỉ thiền quán, cải chánh kiến thức, thì cái này nó gọi là pháp dục. Thì pháp dục đây đó thì nó cũng có hai loại. Một là tu tập nguyện giải thoát, đưa ba la mật nó trở thành phước và phước và vô lậu. Hai là làm mà không có nguyện gì hết, làm có sao thì sau này hướng vậy. Chẳng hạn như là học Phật pháp, thì học Phật pháp thôi chứ không nguyện gì hết, thì sau này là mình người sanh nó có trí tuệ. Bố thí thì sau này mình sanh ra mình giàu sang, mình hưởng được cái phước vật đó. Mình không có sát sanh thì mình sau ra mình sanh ra thì mình tuổi thọ mình cao, mình sống mình chết đúng tuổi thọ, mình không chết yểu, mình không có đánh đập chúng sanh khác, thì sau này mình sanh ra thì mình không có bị bệnh hoạn, ít bệnh. Đó, thì nhân nó ra kết quả vậy.
thì cái đó là toàn là những cái tâm thiện không. Rồi tác dục là những cái hành động, những cái việc làm, cái sự mong muốn làm của quý vị, của các bậc thánh, của Đức Phật, gọi là tác dục. Tác dục thì nó không thiện và không bất thiện. Tại vì mấy ngài đâu có còn 12 tâm bất thiện ở đâu mà sử dụng tâm bất thiện. Rồi cái thứ nó phát triển từ cái dục đó, từ cái chanh đó, thì nó có bốn cái. Bốn cái này là bốn cái nền tảng. Bốn cái nền tảng nó đưa đến thành tựu đạo quả. Khi mà muốn thành tựu đạo quả, thành tựu thiền định á, hay là có thần thông á, có thiên nhãn thông, thiên nhi thông, tá tâm thông, túc mạng thông, thần quả thông á, là nó phải cũng nhờ bốn cái này. Nó có sự mong muốn, có sự cố gắng, có sự quyết tâm, là có trí tuệ thì nó mới thành tựu những cái sau. Đây là cái điều kiện, cái phương tiện, bốn cái nền tảng giúp cho thành tựu những cái sau. Đó gọi là dục như ý túc. Thì trong đó nó có dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc, trí như ý túc. Qua bài này gì hiểu ra phải không? Quán ngon lành ra còn đòi gì nữa.